bà khi bạn mạnh tích bà ở con cha mình tên mà bông bông mà sầm đập và đầm đầy ca mà bật máy smartphone bông bông tay để control năng chui chiu và thu sắm hàng nhiều mắt mắt khi anh đi miền phẩm anh xí mà năng miền và hai chỉ hai sập kêu làm bây promotion đánh thái sầm đập bò ngày ní chắc một sân thì bông bông mà trong màn bật hết mùi ná complete bà đã lấy đánh thái đã lấy tủ sắp bà năng tì tăng và khi nhóm màn năng tình nhẹ thần ông tôi bông bông mình bà chỉ biết xem bông bông ai cực khó mò krong khang như khi nhóm của bà đấy bà lấy nơi khẳng lớn bà miễn phía chung đo tay mà phê pram khai krong mà ngày nít nhóm miễn là stock tơ tay năng châu và bà phê F pram buôn plus bà F pram buôn plus này cứ bà phê một đề này cứ rèm pram mùi chi năng mà học sổ buôn chi bà bà đo chung pi rơi chất sắp là xâm rạp bà ván sơ bần tích năng miễn sang xã chung xâm rạp bông bông này dựa cần chọc bà sát học sổ buôn chi bà miễn sang xạ caskin giống UV bà bột cho mùi nâng cao thần ní F là môn phần ních nhóm mà lụa tạp bì rơi cao sập đất lá tê thần ní chung thang nơi xa kể đặt ê tạm đo mà sập đạp bông bông đại trang man chi thông bà rem bà mùi chi bì rơi hai sập bà mùi chi bà thằng này mình stock hơi bà mình cổ bông tạm đo mà mình khám ai mình xoay mình bà bò mùi tiết cái hai tạp bò khiu hình chẳng bây bò ní sập đạp bông bông đại trời ca bà bà phết F là môn phần đại tơp tay nâng châu stock và khi nhóm bạn lụa chung tay bây rồi đọc được là tên chẳng không mà pay được là chẳng buộc bóng bóng này trai caster bằng tách miên tại trang sát lụa tập bì rơi chất nâng bóng bóng do sát kết ế học sắp buôn trí rèm và mùi trí lụa bì rơi cái nâng bóng bóng trong bàn kết ế sát và đôi thamay đàm đón bì hai sắp và mùi trí lụa tập bây rồi đọc được là tên chẳng ai phạm buôn lần ní cứ nơi đây nhóm miên bày bó miên xoái miên khám ái hay nâng miên bỏ khiu mà lấy ngay ní khi mà là trong bằng hai năng nhóm miên promotion thamay bà lại tơ tay nâng chỗ bà chân xâm lạp bông bông này trời ca bà phê smartphone nào mỗi cùng lịch đã lịch tù sắp bà nâng lịch đánh thái chìa bà xế cứ bà tì tăng căn này lò bà thay nít nhóm miên là bê bàm buôn mà lịch điên tìm rồi môi lụa chuôn tập bài thập đoàn tế bê bàm buôn rèm bấy xam tập bì chi bà nâng bà phê môi tiết cứ bà đánh xam xông alpha lụa tập xe sập pram đoàn là tế bà lịch điên rồi pi brand Samsung nâng prophet iPhone 6 bóng phôn màn thật lại nơi đợt đáy mình chỉ năng sạc các skin sớm lúc ai ta cao sắp bằng buôn là tê chung phụ iPhone 6 đọc bằng mùi chi mùi ni miền tàng khmai miền tàng xó mà miền tàng bò gồm chung phụ lên mà đổi buôn bóng phôn mà đổi buôn ní cứ A6 Plus bà mang nhận tích đo chung trâm tay bà mà rơi mà pay pram đợt là tê chung phụ một đê mà rơi mà pay bấy chung phụ một đê A6 Plus mà rèm bay chí xam được bì chi nâng bà phê bà chê pram bà bì bòn đà pram lụa tài 27 giờ là tê bà lê điên tì mà rồi pram nâng bà nô xì ni ô mà rồi bà mùi bà lụa tài 27 giờ là tê rèm bây rèm bì đọc bà mùi chí chồng bố ơ chi chi xì rèm bây xam bì miên buôn đào mà so bì khám ai mùi nâng bò gỗ mùi tài 30 giờ là tê nâng lê điên tì mà rồi pram bì bà mùi tiết cư mà rồi pram bây mà rồi pram bây ni lụa đài cư bà phê ê bà phê bì bòn đọc bà phê lụa tài mà rồi đọc đồ là tê bông ôn mà rèm bấy xam dù bì chi mình kênh cái giải đáy ai cổ ca phía tất nâng ít răng thông đo tay bằng mùi in chiên nâng Note FE bông ôn mà Note FE ní có chiếc lật pho tại lụa đáy đáy lụa tay mà rồi học sập ram đồ là tê rèm buôn xam học sập buôn chi miên ai scanner nâng kênh cái giải đáy nâng pra bích bà bộ phê phân Note Fan Edition ba nâng bộ phê chê bàm phơ bì bòn đọc bàm phơ lụa tay bà chất sắp bàm bấy là tế mà rồi đọc nâng bộ phê bà ê bàm phơ bì bòn đọc bàm phơ đo chung tà hốc sắp là tế miên bì kướng bò xó nâng bà lật tập hoa chú sách bàm phơ mà sai sắp bàm bấy là bà lê riêng tìm rồi đọc bì một đơn ý ai scan mục bán rèm bây xam sắp bì chi bà đèn ơ chi ba chi bà sẽ cứ bộ phê bà nô bàm bấy ni bà nô bàm bấy ni khi nhóm trong bằng hai chung bàm phơ mình tích bà nô bà bây này cứ lụa chun tà pi đôi 20 đô la tê bông phôi mà kết ế xa tèm đó dùm ra bông phôi này miên tầm lời ca bà bà phê bà bò tà bài prey nâng bò khiêu bà lụa tà pi đôi 20 đô la tê dùm ra bông vô cần chọc bà miên trang xa ca skin dùm UV bông cho mỗi nâng ca thần yên mùi khai pi đôi 60 pram đô la để lại bông trong bàn bà bò gô nâng bò khám ai nâng lượng đại cho nhóm ní khi nhóm bà lụa tà pi đôi 70 đô la tê trang xa ca skin dùm mùi xét miên ca thần yên chun mùi khai hình chẳng mà sân thì bọn con miên tầm rời ca bà phê bà một đèn nộp là mấy ní khi nhóm lụa tà pi đôi hát nâng pi học pram phu xét nâng pi đôi chất pram đô la bò pi đôi chất thập đô la bò gố nâng bò khám ai dùm ra bọn con này trong màn mà tầm lại cái đẹp tơ bà miên tâm tại pi đôi mà pay pram đô la tê còn miên này bà dùm ra bọn trong bàn tại krong sát nâng sổ bọ sát khăn ông khỏi sát dùm phu tua cập bật tơ kháng
គឺមានលក់តែ225ដុល្លារចំពោះ Note 8 RAM 6GB 64GB និងប្រភេទមួយ model មួយទៀតគឺប្រភេទបាក់ Q8 បាក់ Q8 នេះ114លក់តែ63ដុល្លារទេ RAM 32និង S9 បាទ S9 Plus នេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងអញ្ចឹងមានតម្លៃ270ដុល្លារ290ដុល្លារ RAM 6 64GB និងបងចង់បាន RAM 6 256 310ដុល្លារស្អាតតែម្ដងបងអាចទិញយកកញ្ចប់290ក៏បាន 64GB និងអាចជឿយក310ដុល្លារក៏បានចំពោះ G256G និងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្ទើរថាវិការចង់បានតែទូរស័ព្ទនឹងដុំសាក់មួយលក់តែ270ដុល្លារដូចគ្នាស្អាតដូចគ្នាបាទនឹងប្រភេទ model 116នេះគឺ X415 លក់តែ52ដុល្លារទេបាទនឹង117បាទ117នេះ RAM 432G បាទ Soul Prime លក់ឲ្យបងតា50ដុល្លារទេចំពោះ model Soul Prime មួយនេះបាទនឹងប្រភេទមួយទៀត118បាទ118នេះគឺប្រភេទបាទ G4 បាទមានតែ2ទេសហើយនឹងពណ៌ក្រហមលក់ឲ្យតា50ដុល្លារទេនឹង119បាទ119នឹងក៏ជាប្រភេទអេក្រង់6អ៊ីនជាងដែរបាទគឺ A8 2016តែ95ដុល្លារទេបាទមាន2ពណ៌បាទមានពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌ខៀវនិងមួយទៀតពណ៌ខ្មៅបាទចំពោះ120 36ដុល្លារលក់ឲ្យបងប្អូនមក RAM 2G 16G ប្រភេទ LG បងប្អូន LG X Screen មកលក់តម្លៃពិសេសនិងប្រភេទ Huawei បាទ P10 Lite ផ្ដល់ជូនតែ72ដុល្លារទេលេខរៀងទី121បាទចំពោះលេខរៀងទី122 LG V20 ថ្ងៃនេះចុះទៀតហើយសល់តែ63ដុល្លារទេ RAM 464 brand LG និង123បាទ103ដុល្លារ ASIC បាទ2018 RAM 332និងប្រភេទបាទគេហៅថា S10 Plus មានអាមេរិកមានទាំងកូរ៉េ495ដុល្លារបងអាចយកទិញកញ្ចប់បាទ510ដុល្លារទេមានឆ្នាំងសាក Caskin Zoom UV បូកការធានាជូន1ខែចំពោះ S10 Plus មួយនេះមានទាំងសមានទាំងខ្មៅមានទាំងពណ៌ទឹកសមុទ្របាទចំពោះ Q8 RAM 332G បាទប្រភេទ model នេះលក់ជូនតែ100ដុល្លារទេបងប្អូនជាប្រភេទបាទអាចប្រើបិចបាន LG Q8 អេក្រង់ធំល្អស្អាតស្រួលប្រើបាទនឹងប្រភេទ model នេះគឺហៅ A8 Star បាទលក់ជូនតែ225ដុល្លារទេ model នេះលេខរៀងទី126 RAM 4G 64G និងប្រភេទបាទ Grand Tour លក់ជូនតែ42ដុល្លារទេ127បាទចំពោះ128នេះបាទលក់ឲ្យបងប្អូនតែបាទ295ដុល្លារ 32G 7 Plus និង 128G 7 Plus លក់តែ345ដុល្លារទេសម្រាប់បងទិញកញ្ចប់បាទមានឆ្នាំងសាក់កាសបូកការធានាជូនមួយខែលក់ឲ្យបងប្អូនតែ310ដុល្លារទេនឹងបងក៏ចង់បាន128មានការធានាទិញកញ្ចប់លក់ឲ្យតែ360ដុល្លារចំពោះ 128G 7 Plus មួយនេះមានទាំងឈូកមានទាំងខ្មៅមានទាំងពណ៌ Gold បាទអញ្ចឹងមាន G គ្រប់អស់ហើយនៅតែបាទ model មួយនេះគឺ iPhone 7 មក iPhone 7 32G បើសិនជាបងយកឆ្នាំងសាក់កាស skin សមបូកការធានាមួយខែលក់ឲ្យតែ200ដុល្លារទេអញ្ចឹងតម្លៃនេះមានទាំងអស់ទៅហើយនិងមួយទៀតបាទ Q6 បាទ Q6 នេះគឺតម្លៃដូចគ្នាតែ48ដុល្លារទេនៅលេខរៀងទី130បាទនឹងប្រភេទ iPhone 6 Plus iPhone 6 Plus នេះគឺមាន5គ្រឿងបងមានសរ2ខ្មៅ2និង Gold 1 145ដុល្លារបាទមានឆាងសាក់កាសមួយសិតជូនសម្រាប់បងទិញការធានាជូនឲ្យមួយខែបាទផ្ដល់ជូនតែ155ដុល្លារទេអញ្ចឹងខក10ដុល្លារចំពោះការធានាបាទនឹងប្រភេទ V10 បាទ V10 នេះ RAM 464G លក់ឲ្យបងតា52ដុល្លារទេបងចុះទៀតហើយចំពោះលេខរៀងទី132បាទចូល133ប្រភេទ Huawei A តា54ដុល្លារទេតម្លៃនេះគឺ special សម្រាប់បាទប្រភេទ Huawei និងប្រភេទ Soul One មក Soul One នេះលក់តែ35ដុល្លារទេ134និងមួយទៀតគេប្រភេទ Huawei X3 បាទលក់តែ50ដុល្លារទេ model នេះ RAM 332និង model មួយទៀតគឺ P9 Lite ដែលបងប្អូនមានតម្រូវការខ្លាំងមានហើយឥឡូវ136ដល់45ទេមានទាំងខ្មៅមានទាំងស137បងឲ្យលក់ជូនបងតែ40ដុល្លារទេបងអានឹងគឺ X screen បាទអញ្ចឹង138នេះគឺ X400 401និង410បាទលក់ឲ្យបងតែ40ដុល្លារទេ model មួយទៀតគឺប្រភេទបាទ S10 បង S10 មានទាំង2បាទមានទាំងសមានទាំងខ្មៅហើយនឹងមានទាំងទឹកសមុទ្របាទអញ្ចឹងចំពោះពណ៌ស S10e នេះលក់តែ380ដុល្លារទេមានទាំងពណ៌ទឹកក្រហមពណ៌លឿងចំពោះ model មួយទៀតគឺ S10 បាទ S10 នេះ RAM 8 128G ស្កេនក្រដៅដៃនៅក្រង់លក់តែ420ដុល្លារទេ
បាទអញ្ចឹងមានតែពីរតម្លៃមាន308និង420ចំពោះ S10 ហើយនិង S10e បាទចំពោះ iPhone X លេខរៀងទី 164G បាទនៅពណ៌ខ្មៅស្អាត Grade A តែម្ដង585 ដុល្លារសម្រាប់បងយកកញ្ចក់លក់តែ600 ដុល្លារធានាជូនថាស្អាតអេក្រង់និង scan ត្រឹមត្រូវបាទធានាជូនរយៈពេល1ខែទៀតបាទនឹងសម្រាប់ប្រភេទ G6 ដែលបងប្អូនមានតម្រូវការខ្លាំងឥឡូវមានទាំង32និង64 RAM 4 64G បាទលក់ឲ្យបងតែ75ដុល្លារទេបងយកការធានាជូន1ខែឆ្នាំសាក់ Caskin សមតម្លៃកញ្ចប់ខ្ញុំលក់តែ85ដុល្លារទេប្រភេទ model G6 មួយនេះនិងប្រភេទបាទ model មួយទៀតដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្លាំងបាទនៅលើទីផ្សារហើយក៏ជាផលិតផលដែលលេចធ្លោដែរ RAM 6 128កំពូល smartphone Note 9បាទ model នេះខ្ញុំលក់តែ395ដុល្លារទេធានាថា Grade A ស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងសម្រាប់បងគាត់ចង់បានកញ្ចប់ឆ្នាំងសាក់ Caskin សមនិងមានការធានាជូន1ខែនិង skin UV ជូនខ្ញុំបានលក់ជូនតែ410ដុល្លារទេអញ្ចឹងខុស15ដុល្លារអាចទិញយកកញ្ចប់បានមានការធានាត្រឹមត្រូវបាទ model នេះគឺមាន Big Original និង scan ត្រឹមត្រូវហើយ model នេះគឺអេក្រង់សបកតួនៅស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងបាទចំពោះ Note 9 RAM 6 128បាទនឹងប្រភេទ model មួយទៀតបងគឺប្រភេទ LG 2019មកលក់$100ដុល្លារដូចគ្នានិង143ដុល្លារនេះ J4 Plus មកលក់តែ$100ដុល្លារដូចគ្នាអញ្ចឹងបងអាចរើសបានចំពោះ LG 2019និង J4 Plus ដែលមានលេខរៀងទី143លក់តែ$100ដុល្លារទេជាពិសេសគឺប្រភេទបាទ Q7 Q7 នៅសល់តែ2ទេបងលេខរៀង144លក់តែ $65 ដុល្លារនិងពណ៌ស្វាយលក់ដូចគ្នាបងតម្លៃ65មានតែពណ៌ស្វាយពណ៌ខ្មៅទេនឹងសម្រាប់បងក៏ចង់បានប្រភេទ 3A8 បាទ 2018 នេះខ្ញុំបានលក់ជូនតែ115ដុល្លារទេ RAM 464កាមេរ៉ាមុខ2កាមេរ៉ាខាងក្រោយ1 scan កាយដៃអាចក្រការពីទឹកប្រភេទសាក់ថ្មថៃស៊ីនឹងមានលក្ខណៈ wireless charge អញ្ចឹង model នេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានមិនខុសបំណងទេមានតែ3ដើមទេខ្មៅ2ពណ៌ខៀវ1អាចជ្រើសរើសនៅហាងខ្ញុំបានបាទថ្ងៃនេះក៏មាន Luna One បាទនិង Luna 2 146លក់ឲ្យតែ50ដុល្លារទេមានតែ3គ្រឿងទេបងប្អូនណាត្រូវការអាចទៅអ្នកតំណងបាន146ដល់50ដុល្លារទេ147មានតែ3គ្រឿងបាទប្រភេទ LG 2018បាទលក់ជូនតែ37ដុល្លារទេមាន LG U X Power និងបាទ LG X Screen បាទជាពិសេសគឺប្រភេទបាទ S7 មក S7 98ដុល្លារនឹងប្រភេទបាទ S6 តែ85ដុល្លារទេមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងបាទនឹងចុងក្រោយគេទាំងអស់នេះគឺ148និង149មក148 540ដុល្លារ S10 Plus Grade A Pro Up ថ្មីតែម្ដងនឹងប្រភេទ S10 5G បាទ148នេះគឺ RAM 8G 256មានប្រអប់តែម្ដងថ្ងៃនេះធ្លាក់ថ្លៃទៀតហើយសល់តែ610ដុល្លារនិង540ដុល្លារទេអញ្ចឹងចំពោះ S10 5G និង S10 Plus ខុសគ្នាតែ50 60ដុល្លារសម្រាប់បាទតម្រូវការបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការបពាក់ព័ន្ធនឹងទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបាទនៅហាងខ្ញុំបានជាពិសេសដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងនិងតម្លៃបាទនៅលើនេះកាន់តែល្អខ្ញុំបាននឹងតំណងទៅបងប្អូនវិញបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយចែករំលែកវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាពិសេសគឺជូនបងប្អូនណានៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគាត់ត្រូវការបាទប្រភេទ smartphone សេរីដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃនៅហាងខ្ញុំបាទស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ